chương trình là chúng ta đã nói chuyện với nhau hôm trước. Hôm nay sẽ là bài học đầu tiên học như của em có thể gọi là học để nâng cao một chút đấy. Cho nên là mình sẽ đi chương trình nó khá là nhanh. Đầu tiên thì bao giờ người ta cũng phải là chào hỏi. Thế bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau kiểm tra xem bạn có thể chào hỏi được như thế nào đấy. Trong tiếng Nga câu chào hỏi thông dụng nhất đó là câu chào hỏi Здравствуйте. Здравствуйте. Đấy. Em có thể nói tăng cái âm lượng của em lên một chút nhé. Âm lượng của em có thể là nó hơi bị nhỏ. Здравствуйте. Đấy. Здравствуйте. Đây. Cái tiếng của bạn rất nhỏ đấy. Nếu mà tiếng nhỏ như này chúng ta sẽ không làm việc được. Bạn cần phải tăng cái tiếng lên. Nói thử nào, 1 2 3 alo alo. Chúng ta sẽ có câu chào hỏi đó là Здравствуйте. Здравствуйте. Да. Здравствуйте. Здравствуйте. Đó. Đó. Thế chị có nhìn rõ không ạ? Có ạ. Здравствуйте. Đấy. Đấy, chữ nó như thế này đấy. Здравствуйте. Здравствуйте. Ở trong này nó có một cái âm câm, đó là âm v, này là âm câm. Âm này người ta sẽ không phát âm nó. Cho nên nó sẽ là cái chữ Здравствуйте. Chị nói lại giúp ạ. Здравствуйте. Здравствуйте. Có chữ Здравствуйте. 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 Здравствуйте là chúng ta dùng để chào tất cả những cái người xa lạ trang trọng đấy. Lần đầu tiên chúng ta gặp, chúng ta có thể nói Здравствуйте. Здравствуйте. Так. Đấy. Так. Thế còn đối với người trong gia đình thì chúng ta có thể nói nó ngắn gọn hơn. Chúng ta sẽ nói mất cái đuôi che đi. Đây nó có cái đuôi che, ở đây nó có một cái đuôi che. Đó, cái đuôi che này nếu chúng ta nói người trong gia đình, bạn bè, chúng ta có thể bỏ nó, không cần dùng đến. Như vậy chúng ta còn phương án là gì? Здравствуй. Đấy. Здравствуй. Здравствуй. Đó, здравствуй. Đó, đó là cái cách chào thứ hai. Đó. Thế như vậy đó là hai cái cách chào thông dụng nhất. Здравствуйте. Здравствуй. Здравствуйте. Здравствуй. Нếu như chúng ta có bạn bè thân thiết thì chúng ta sẽ chào привет. 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 Chị nói giúp ạ. Привет. 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 Đấy. Привет. Привет. Thế ví dụ là chúng ta chào người ta привет thì người ta sẽ chào như thế nào? Привет. Ну привет. 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 Здравствуйте. 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 Hoặc là здравствуй. Привет, здравствуй, привет, здравствуй. Đấy, người ta sẽ nói như vậy đấy. Đó, tác bột. Thế như vậy là ở đây chúng ta đã cùng nhau học xong một cái dạng câu chào hỏi đầu tiên. Đó là câu chào hỏi thông dụng nhất. Đó. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau học dạng câu chào hỏi thứ hai. Đó là câu chào hỏi dùng những cái từ chỉ thời khắc trong ngày. Đó, chúng ta sẽ nói Доброе утро. Доброе утро. Доброе утро. Доброе утро là chào buổi sáng, đúng không ạ? Đấy. Доброе утро. Đó. Và sau đó người ta có thể chào ban ngày. Добрый день. Добрый день. Добрый день. Đấy. Добрый день. Так, хорошо. Thế và chào buổi tối nè. Добрый вечер. Добрый вечер. Добрый вечер. Đấy. Đó. Добрый вечер. Добрый вечер. Так. Добрый вечер. Да, добрый вечер. Thế là đây là ba cái từ để chào vào những cái thời khắc ở trong ngày. Chúng ta có từ утро. Утро là gì nào? Sáng ạ. Buổi sáng. Đấy, đây là danh từ giống gì đây? Cái này là giống chung. Danh từ giống chung. Chúng ta có từ добрый день. Добрый день. Đó, từ день đó là ban ngày đấy. Danh từ добрый день. День là danh từ giống gì đây? Giống được ạ. Danh từ giống được. Tá хорошо. Chúng ta vừa học và mình sẽ vừa kiểm tra kiến thức của bạn đấy. Đó. Добрый вечер. Добрый вечер. Вечер là buổi tối thì đây là danh từ giống được, đúng không nào? Đấy. Thế và chúng ta có một câu là ví dụ như là chúng ta chào tạm biệt về buổi tối thì chúng ta sẽ chào là спокойной ночи. Спокойной ночи. Đấy. Спокойной ночи. Thì chúng ta có từ ночь. Ночь. Đấy.
À đó, chúng ta ở đây chúng ta có từ noch. À đó, có từ noch. À, đó. Đây là một danh từ giống cái đấy. À danh từ giống cái. Đó, noch là danh từ có phụ âm mềm, à có dấu mềm đứng ở cuối đấy. Đó. Như vậy đây là cách chào thứ hai. À dobry dobre utro, dobry den, dobry vecher, spokojnoy nochi. Spokojnoy nochi là người ta chào khi chia tay vào buổi tối đấy. Khi chia tay vào buổi tối. À ví dụ buổi tối chúng ta đến một cái buổi dạ hội, chúng ta gặp nhau, chúng ta sẽ chào dobry vecher, dobry vecher. Thế đến khi chúng ta họp hành xong rồi, chia tay nhau, chúng ta sẽ chào spokojnoy nochi, spokojnoy nochi. Đó, tạm biệt đấy. Nó thay cho cái câu chào tạm biệt đấy. Đó. À, хорошо. À, thế như vậy đến đây thì chúng ta đã học xong cách chào thứ hai. À, bây giờ chúng ta sẽ học cái cách chào hỏi thăm đấy. À, hỏi thăm của chúng ta sẽ có câu cách như là khi chúng ta gặp nhau bạn bè chúng ta sẽ hỏi thăm nhau cách như là cách như là các như là à đó đúng không ạ? À thì câu hỏi cách như là công việc thế nào? À thì chúng ta có thể trả lời bằng 5 cách khác nhau đấy. À chúng ta sẽ nói sao? À prekrasna. Prekrasna là tuyệt vời đúng không ạ? Prekrasna. Хорошо. Хорошо là tốt đấy. Хорошо. À tạc. À câu thứ ba là gì nào? À нормально. À đọc нормально. Anh chị nói giúp ạ. Нормально. Normal. Đà нормально đấy. À đây nó có cái L và giống mềm đấy. À đó. Tất Dạ. nhiên là ví dụ như là người nào mà đã nói tiếng Nga cũng lâu lâu rồi thì khó sửa, hơi khó sửa một chút đấy. À đó, thế nhưng mà ở đây chúng ta có thể là nói một lần để xem thì chúng ta có nói chỉnh được không nào. Đấy. Đó. À cái chữ L và dấu mềm này đó là cái chữ L mềm. L mềm thì có thể nói đến 90% người Việt Nam mà nói tiếng Nga là không nói được cái âm này. Đấy. Bởi vì người ta không luyện cái âm đó. Nếu chỉ có luyện sẽ nói được. À chữ L mềm này nói như thế nào? À chữ L mềm này là chúng ta phát âm chữ L và có thêm i. À dường như chúng ta nói chữ ly, ly, ly. Thế nhưng mà chúng ta lại không phát âm i mà chúng ta chỉ để lưỡi vào vị trí phát âm i thì chúng ta sẽ phát hiện ra rằng là cái đầu lưỡi của chúng ta sẽ chạm vào cái chân cửa của hàm răng trên. Đó. Thế vậy thì chúng ta để lưỡi vào cái vị trí chạm vào chân răng cửa của hàm răng trên. L, l, l. Đấy. À đó thì lúc đó các bạn sẽ nói được là normal n normal n normal này normal này đấy đó normal này đó. Thế vậy thì chúng ta biết cái lý thuyết phát âm cái chữ L mềm rồi thì chúng ta cứ ngồi luyện thôi đấy. À, ngồi buổi sáng hoặc là lúc lúc nấu ăn chúng ta cứ để cái lưỡi của chúng ta chạm vào chân của hàm răng cửa trên và chúng ta nói lê 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 lê. À normal này, normal này đấy. Đó thì chúng ta sẽ nói được cái từ đó đấy. À cái từ normal này, à normal này đó là bình thường. À thế nếu người ta hỏi cách viết là nếu công việc nào cũng bình thường không có vấn đề gì cả, không có gì xảy ra, không tốt chẳng xấu, chúng ta nói nhị chia vua, nhị chia vua đấy, nhị chia vua đó. Thế một công việc nó tồi tệ quá chúng ta sẽ nói plokha, plokha đấy. À plokha là hoàn toàn tồi tệ đúng không nào đấy. Đó bất tạp vật đấy. À đó thế bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau nói thử nào đấy. Bây giờ mình sẽ hỏi các dìa lá, các dìa lá đấy. À thế và bạn sẽ trả lời giúp mình nhé. Tạ à tạ à các dìa lá. À prekrasna đấy. Prekrasna đây chúng ta viết là nhìn thấy nó là viết ye đấy. À trọng âm nó rơi vào a cho nên âm ye này nó bị nhược hóa đọc thành i. À chúng ta đọc thành prekrasna, prekrasna đấy. À nói nào. Prekrasna. À đúng không nào đấy. À nói như thế nghe nó dễ hơn là cái từ prekrasna đúng không nào. Nếu nói pre chúng ta phải phát âm cái âm ye này. À nó sẽ mất thời gian hơn, nó sẽ mất một cái khoảng thời gian 1/10, 1/10, 1/8 của giây thôi đấy. Thế nhưng mà nó làm cho cái lời nói của chúng ta nó dài hơn. Trong khi người Nga người ta nói tại sao nó nhanh bởi vì người ta nhược hóa nhiều đấy. À prekrasna, prekrasna đấy. À tiếp theo chúng ta có từ хорошо. Đấy. À хорошо, đấy. Хорошо. À đó. Ở đây có luật phát âm âm ô. À luật phát âm âm ô đó là gì? Âm ô đứng dưới trọng âm.
À, âm ô đứng dưới trọng âm được đọc là ô. À, đây là chữ ô này đứng dưới trọng âm đúng không ạ? À, được đọc là ô. À, âm ô mà đứng trước trọng âm, ngay trước trọng âm thì được đọc là a. À, đấy. À đó. Thế còn ở những cái vị trí khác thì sẽ được đọc là ơ. Đấy. À đấy, như vị trường hợp như này chúng ta sẽ đọc là khở rá sô. Đấy. À, trừ thêm một trường hợp nữa, nếu mà âm ô mà đứng ở đầu từ không có trọng âm sẽ được đọc là a. Đấy, nhưng mà trong trường hợp này chúng ta không gặp nó. Đấy. Rồi. À, thế như vậy chúng ta sẽ nói là khờ rá sô. Đấy, khờ rá sô. À, thế ở cái từ ở trên này chúng ta lại nhìn thấy một ví dụ nữa, đó là từ pri krasna. À, âm ô này đứng cuối từ, đứng sau trọng âm được đọc là ơ. Pri krasna, đúng không nào? Đấy. À, đó chứ không phải là pri krasna. Nhiều người nói pri krasna thì chữ a đó phải rất nhẹ nó chuyển thành âm ơ của chúng ta. Đấy. Vô tả luôn. À, tiếp theo nè, chúng ta sẽ có từ хорошо, biết rồi, нормально này. À, trọng âm nó rơi vào a. Nara. À, thế vậy âm ô này thì được gọi a đúng không nào? À, âm ô đứng ngay trước trọng âm được gọi là a. Chúng ta sẽ đọc là нормально này. Нормально. Đấy, đấy, нормально. À, thì tiếp theo. Tiếp theo chúng ta sẽ có từ ничего. Nhị chia vô. À, đây chúng ta có gặp âm g. Âm g ở đây nhiều bạn tự học đọc là nhị chia vô. Đấy, nhị chia vô. Nhưng mà trên thực tế cái âm này nó được người Nga đọc là v. À, đọc là Vâng. v. Đấy. À, đọc là v. À, chúng ta nên biết là nhị chia vô. Đấy, nhị chia vô. Đấy. À, đó, đây chúng ta đọc là vô. À, đấy. À, đây là đọc là nhị chia vô. Nhị chi vô. Đấy. À, đó. Thế nên mình trông nó hơi buồn cười nhưng mà nó dễ đọc đấy. Tác vật. À, хорошо. Tiếp theo chúng ta có từ плохо. Плохо. Đấy. À, плохо thì trọng âm rơi vào đây rồi. Đấy. Cho nên là âm tiết ơ đứng sau nó, âm tiết ô đứng sau nó thì đọc là ơ. Vất tạc vật đấy. À, đó là lý thuyết phát âm. À, lý thuyết phát âm cũng đi qua một tí để cho nó gọi là để cho chúng ta nói cho nó ổn đấy. À, đó, tiếng Nga nghe nó người Việt Nam chúng ta nói thì nó có cái accent hơi nặng một chút đấy, ngay bản thân mình nói nó hơi có accent một chút đấy. Người Nga người ta nghe thấu thì người Nga mà nghe mình nói thì không nhìn thấy mặt mình thì người ta hơi ngạc nhiên đó. À, người ta không hiểu đó là ai nói đấy. Thế nhưng mà đến khi mà người ta nhìn thấy mặt mình thì biết à như vậy là đây là người Việt Nam nói, thì người ta cho rằng là à như vậy có một chút accent đó, đó. Tức là hơi 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 vẫn còn có thể phát hiện ra đó là không phải là người Nga nói đấy. Đó, bởi vì sao? Cái khẩu âm của chúng ta khác, chúng ta học tiếng Nga muộn hơn, chứ không phải chúng ta nói tiếng Nga từ nhỏ. Ví dụ con gái của mình, hai đứa con gái của mình nói tiếng Nga từ nhỏ chẳng hạn, thì người ta không phát hiện ra nó là người nước ngoài đấy. Đó. À, có trường hợp ví dụ như là mình thì là sống ở thành phố miền núi thôi đấy. À, đó. À, thì có hôm đấy có một cái ông của lãnh sự quán Nga lên đây nghỉ. À, ông lên đây nghỉ thì ông ấy vào lễ tân thì cái cô lễ tân nó mới gọi đứa con mình ra để phiên dịch. Thế nó nói tiếng Nga thì ông rất ngạc nhiên, ông bảo nói tiếng Nga như người Nga. Đấy. À, đó. Thế cho nên là nó nói từ bé cho nên là Đúng rồi. cái nó không có một tí accent nào cả luôn đó. À. À, accent đó là cái từ bằng tiếng Nga. À, tiếng Vâng. Nga nó gọi là accent, accent À. đấy. À, thế Vâng. còn tiếng Anh thì nó gọi là accent Accent. accent đấy. Đó, thế cho nên nhiều người nghe cái mình nói cái từ accent nó bảo thầy nói tiếng thầy nói tiếng Anh sai rồi đấy. À, không phải, đó là tiếng Nga, mình nói tiếng Nga mình có nói tiếng Anh đâu. Đấy. Ô, tạc. À, tạc cái câu chào hỏi của chúng ta đó là gì nào? Các giết là. À, bạn trả lời giúp mình nè. Các giết là. À, prikras. Các giết là. Хорошо. Các giết là. Нормально. Нормально. Đấy. Các giết là. Ничего. Ничего. Các giết là. Плохо. Плохо. Đấy. À, các giết là плохо. À, tác vô tác. À, như vậy là gì? À, như vậy là ở đây là mình phát hiện ra là gì, chị nói tiếng Việt hay hơn nói tiếng Nga đấy. Đấy, có phải không ạ? Đấy. À, Nhưng tính mà Nga cũng quá muộn thầy ạ. à vâng, chị học tiếng Nga là nó hơi có thể là hơi muộn cho nên là nghe nói tiếng nghe tiếng nói tiếng Nga là hơi tức là cái timbre, timbre tức là gì, cái tông giọng đó. Giọng.
cái tông giọng, Dạ. tông giọng chị nói tiếng Nga nó trầm đấy, à chị Không nói tiếng ạ. Việt thì nghe nó Thế thanh hơn đấy. À đó, em nghĩ là có thể là em đọc sang tiếng Nga nó bị nặng ấy, ý à em đấy đấy bị đấy, đấy. vậy. À cũng có người như thế, có người nói tiếng Việt thì rất là thanh nhưng nói tiếng Nga thì lại trầm đấy Nhưng mà đó. tại sao em không luyện mãi vẫn chưa được thầy ạ? Vì À là sao mà người ta nói với người Nga, người ta cứ nói rất là bay bổng mà người ta nói nhanh, và tại sao em nói nó cứ nặng nặng à đúng rồi, cứ đúng rồi, cảm bởi vì thấy sao mình chưa đấy. quen, mình chưa quen. Vâng. Cái tiếng Nga nó có giai điệu chị ạ. Đấy, Vâng, à đúng cái ạ. tiếng Nga của nó ấy, ví dụ như là bây giờ com nạt tả là cái danh từ giống cái, thì một loạt những cái tính từ đại từ sở hữu đi với nó ấy, thì nó đều đuôi a hết, cho nên là nghe nó đồng điệu. À Vâng. nó kiểu như là nó cùng một cái âm điệu. À đó, ví dụ như là Это моя новая красивая, хорошо сделанная комната. Đó, chị nghe chưa? Đó. Thế mà Vâng. bởi vì sao nó đều đuôi A, đuôi A, đuôi A, đuôi A hết. Cho nên là đấy gì? Chính vì như thế nó tạo nên cái giai điệu cho tiếng Nga. À, tiếng Nga nó có giai điệu, nó rất hay. Đó. Thế Vâng. và nó cũng cũng nhờ có cái đó mà người người học ấy, khi nghe thì là người ta phát hiện ra là gì? Là nếu mà danh từ đuôi A, thì các từ loại khác nó thông thường là phải có đuôi A đi theo đấy. Đó, danh từ đuôi O thì các từ khác cũng là đuôi O đi theo, tức là tạo nên cái giai điệu là như vậy đấy. À, khi nói quen thì nó sẽ hay thôi đấy. Em Đó. hỏi thầy thêm là như này Vâng, ạ, tức là vâng. ví dụ nhá, cái âm tiết mà đánh trọng âm ở đấy thì Vâng. bình thường là em hay ví dụ như lên giọng ấy thì cái đấy chắc là không phải đúng không? Ví dụ như À vâng là ạ. cái Vâng. fa Vâng. sol thì là Vâng. cái đấy là trọng âm ở đấy nhưng không Vâng. phải là À đánh. trong trong tiếng Nga nó có 5 ngữ điệu chị ạ. Đấy. À Vâng. nó có 5 ngữ điệu một, ngữ điệu hai, ngữ điệu ba, ngữ điệu bốn, ngữ điệu năm. Đấy. Đấy, Đó. ca một ca À hai thì và mỗi một cái một ngữ điệu đó thì nó có cái giai điệu của nó. Cái chỗ thì đi lên, cái thì đi xuống, cái thì đấy. đi ngang, cái thì từ dưới đi lên. À đấy. Cái ví dụ cái ngữ điệu bốn của nó, cái ngữ điệu kể chẳng hạn. Đấy. À ngữ điệu kể của nó là ngữ điệu từ dưới đi lên. Đấy. À còn cái ngữ điệu mà kể, à tức là cái ngữ điệu liệt kê, xin lỗi không phải kể mà liệt kê. Thế còn ngữ điệu kể thì lại thiên đi xuống đấy. À đó. À, cho nên là đấy đấy là cái khi nó tùy vào, cũng là một cái câu như thế, nhưng mà có khi người ta nói nó là đi lên, có khi nó nói là đi xuống. Cho nên cái chuyện mà chị đọc cái âm sắc của cái trọng âm đó, nó là cái giai điệu đi lên hay đi xuống, cái việc đó nó không quan trọng lắm. Quan trọng là đến khi chị nói vào cái câu nó như thế nào thôi đấy. Đó. Vâng. À vậy ví dụ cái từ khờ, à người ta nói khờ, à thế bây giờ có người ta nói khờ là đi xuống nữa, nó khờ. À thế mình nói như thế là hơi yểu điệu một chút thì là gì, là nó là ngữ điệu 4, hơi láy lên một chút đấy. Đó. À khờ, khờ thì là ngữ điệu 3 đấy. À đó. Thế là người ta có thể nói ngữ điệu 5 ca khờ, đấy là ngữ điệu 5 đấy, phải không ạ? À thế cho nên là đấy là tùy theo cái mục đích mà mình sử dụng trong cái câu đó, mình định nói cái gì đấy. Đó thì mình sẽ sử dụng cái ngữ điệu đó. Đó. À thế thì đến sau này khi mà vốn kiến thức nó dày dày lên một chút, lúc đó chúng ta sẽ nói lại về cái đó thì chúng ta sẽ bắt được ngay thôi ạ. Đấy. À thế bây giờ chúng ta đã cùng nhau học chào hỏi rồi đấy, bây giờ chúng ta sẽ học chào tạm biệt. À chào tạm biệt, đấy là xong đấy, đó là phần chào hỏi. À phần chào tạm biệt của chúng ta đó là gì nào? À chúng ta có câu chào tạm biệt truyền thống, đó là Đức Sĩ Đà nhé. Đấy. À Đức Sĩ Đà nhé, đúng nào đấy. À Đức Sĩ Đà nhé có nghĩa là gì, đó là hẹn gặp lại đấy. À Đức Sĩ Đà nhé, Đức Sĩ Đà nhé. Đó. Hoặc là chúng ta có hai cái câu nói gì là đáp strechi đấy. À đó cũng là hẹn gặp lại, Đức Sĩ Đà nhé, đáp strechi đấy. À đó. Hoặc là người ta nói bây giờ người ta nói đơn giản giản hơn, paka paka đấy, paka. À đó, paka đó là cái câu chào tương đương như trong tiếng Anh nó là bye bye đấy. À goodbye là tusida nha, goodbye. À bye thì là paka paka đấy. À trong tiếng Nga nó có một câu nữa là atta atta atta. À đó, cái câu atta nó chả giống ai cả đấy. À nhưng mà nó là gì, người ta nói bạn bè nói với nhau như vậy, nó atta đấy. À đó, thế vậy thì đó là những cái cách nói tạm biệt, tusida nha, dastrechi, paka atta đấy. À đó. Thế còn ngoài ra người ta có thể là đốt dạp ra đấy, đốt dạp ra, đốt dạp ra hẹn đến ngày mai nhá, đa dạp ra đấy, đa dạp ra, đa dạp ra, ví dụ vậy đấy.
À đó. Thế thậm chí nếu mà hôm nay là thứ hai, như thứ tư mới gặp nhau, người ta hẹn thứ tư gặp nhau thì người ta bảo à thứ tư gặp nhau nhá. Đố xe đi đấy. À đó. Hoặc là nếu như hôm nay là chủ nhật, chúng ta gặp gỡ nhau nói chuyện xong rồi, chủ nhật sau chúng ta lại gặp nhau thì chúng ta lại nói nu đơ đô vascrisia nha. À pia đô vascrisia nha. Đấy, đó. Như vậy thì trong những cái nói tùy trong từng trường hợp cụ thể người ta sẽ nói đấy. Đó ta. Ta khá. À thế như vậy đến đây thì chúng ta đã nói xong đến cái phần tạm biệt. À bây giờ mời chị nói giúp lại vừa lại. Desvida nha. Desvidaniya, Desvida nha. Da Dania, dan bersrici, Da da streci do zatra. Da dosatra, da paka, zatra da da zatra. Da dosatra, pakka. paka, Pakka, paka, pakka, atta, atta, đấy, atta, 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 pakka, atta, đó. Thực chất ra cái từ atta, atta này trẻ con nó hay nói, đấy, trẻ atta. con, cái đấy trẻ con nó hay nói thế, cho nên là gì? Người lớn người ta bắt chiếc nó, người ta cũng nói là atta, atta, đấy, à đó. Thế vậy thì đến đây thì chúng ta đã cùng nhau học xong cái phần chào hỏi, đấy. À, thế như vậy là gì? À, bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau hỏi xem cái hỏi tên. À, tức là kiến thức của chị thì có rồi, à, nhưng bây giờ chúng ta ôn lại, đấy, ôn lại và chúng ta củng cố lại, đấy. Và cái quan trọng nhất là gì? À, chúng ta đưa cái mẫu câu giao chúng ta chỉ nó là cái gì? À, bởi vì sao? À, chị có thể là nghe rồi nói rồi nhưng mà chị chưa nắm được rõ cái nguồn gốc cụ thể của nó, hiện tượng ngôn ngữ đó nó xuất phát từ đâu, nó là cái gì, phải không ạ? Có phải thế không ạ? Đấy, Phải phải thế không không ạ? ạ? À, à, đấy. Đấy. À, À. thế bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau. À, chắc là chị rút cái tai nghe ra phải không ạ? Cho nên nó có tiếng vọng. Không. Đấy. Đó. À, thế bây giờ chúng ta sẽ có câu hỏi nào. Các ý dỗ giơ vụt. Các Các ý dỗ giơ vụt. Đấy. À, cô ấy tên là gì? Thế vậy, đây nó là cái gì vậy? Yeyo là cái gì vậy? Đấy. cô À, ấy à, à, dùng cái à, yeyo, yeyo. Yeyo nó là ăn nè. Đấy. À, trước hết chúng ta cùng nhau ôn lại đó là các đại từ nhân xưng ở cách 1. Đấy. Chúng ta có các đại từ nhân xưng ở cách 1 đó là đại từ ia, tươi, ôn, ăn nè. Đấy. Mười, vơi và á nhi. Đúng không ạ? Đấy. À đó. Đây gọi là các đại từ nhân xưng ở ở cách 1. Đấy. À đó. À, đại từ nhân xưng là gì? Đó là những cái đại từ chỉ người, đại từ chỉ những cái ngôi trong giao tiếp đấy. Đó. Bây giờ chúng ta quy định nhau là gì? À, ngôi số ít, ba ngôi số ít. Thế nào là ba ngôi số ít? Đấy. À, đây là ba ngôi số ít này. Đó, đây là ba ngôi số ít đấy. À, ba ngôi số ít chúng ta cho màu đỏ đi. Đấy. Thế nào gọi ba ngôi số ít? Đây là ngôi ia, ngôi ia là ngôi người nói. À, ví dụ tôi nói thì tôi là ia. Đấy vậy thì à, đó là ngôi thứ nhất, người ta gọi là ngôi thứ nhất đấy. À, đó trong giao tiếp thì có người nghe, người nói có người nghe thì là ngôi thứ hai. À, ngôi thứ hai là ngôi tươi đấy. À, cũng là một người, yang là một người, tư cũng là một người, đúng không ạ? À, thế bây giờ tôi là nói còn chị là nghe, chị là người thứ hai. À, thế tôi với chị cùng nhau nói về một người thứ ba nào đó hoặc là hai vợ chồng ở hàng xóm nào đó thì đó là ôn và ăn nà. Thế hai cái người này không tham gia vào cuộc nói chuyện của chúng ta mà hai cái người này là đang được chúng ta nói đến đấy. À đó. Thế vậy thì ở đây chúng ta thấy là gì nào? À, đó là ngôi thứ ba, người ta gọi ngôi thứ ba đấy. À, ôn cũng là một người, ăn nạng là một người. Vậy thì chúng ta thấy cả bốn cái đại từ này đều là một người, cho nên người ta gọi là đại từ ngôi số ít đấy. À, thế ngược lại nếu có số ít thì có số nhiều. À, thế là ya là tôi thì chúng tôi sẽ là ngôi số nhiều đấy, là mươi. À, các anh các chị là vui và a nhỉ là họ. À, ôn Anna cộng lại với nhau thì thành a nhỉ. À, thì nó là a nhỉ. Thế vậy thì đó là cái ngôi thứ ba số nhiều, ngôi thứ nhất số nhiều mươi, ngôi thứ hai số nhiều vui, ngôi thứ ba số nhiều a nhỉ đấy. Đó. Thế vậy thì đây là các đại từ nhân xưng ở ngôi ở cách một đấy. Thế nhưng mà chúng ta hiện nay đang xem là cách hỏi tên. Muốn hỏi tên thì chúng ta sẽ dùng đại từ nhân xưng ở cách 4 đấy. À đó. Vậy thì người ta sẽ nói là gì nào? Dùng cách 4 để hỏi tên. Đấy, đó, có phải không ạ? À, cách 4 thì ia sẽ thành gì nào? Mi nhà. À, tươi sẽ thành chi bè đấy. À, đấy. Ôn sẽ thành ye vô. Anna sẽ thành ye vô đấy. Mươi sẽ thành gì nào? Nas. Vui sẽ thành vás đấy. A nhi sẽ thành ich đấy. À đó. Thế vậy thì chúng ta muốn hỏi cái bốn thì chúng ta lấy những đại từ này chúng ta thay vào đây thôi đấy. Các gì dù giờ vút, các gì vô giờ vút, các gì dù giờ vút, các vás giờ vút, các chị bé giờ vút, các mì nhá giờ vút đấy. À đó. Thế vậy thì đó là cái cách sử dụng đại từ
nhân xưng ở cách 4 trong mẫu câu hỏi tên đấy. Thế bây giờ chúng ta có ba cái nhân vật này, bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau nói chuyện về ba cái nhân vật này đấy. Chúng ta sẽ nói ta các yêu giả vút, các yêu giả vút, chúng ta có thể đặt tên cho cô ta nào. Yêu yêu giả vút, cô tên cô ấy là An, chị nói giúp ạ. Tên cô ấy là An, yêu yêu giả vút đấy, An đúng không nào, yêu giả vút An đấy ta. Cô ấy là sinh viên Anna, Anna student Anna studentka đấy, Anna studentka, đúng không nào đấy, đó. Vấn đề ở chỗ là bây giờ là gì nào, là chúng ta phải nói để cho lời nó bật ra đấy, đó. Cái chữ có trong đầu chúng ta rồi, cái chữ như của chị là cái chữ có trong đầu có rồi, nhưng vấn đề ở chỗ là gì, là không biết là nó nằm ở đâu đấy, đuôi của nó nằm như thế nào. Thế vậy thì chúng ta nói cho nó quen thôi, Anna studentka, Anna studentka đấy, đó. Yeyo zavut Anna đấy, đó. Tạc, bây giờ ta sẽ mô tả, đây là cô hàng xóm của tôi. Eto maya sa sietka, eto maya sa sietka, đây là cô hàng xóm nhà tôi. Yeyo zavut Anna, Anna kto, Anna studentka đấy, cô ấy là sinh viên đấy. Thế bây giờ chúng ta sẽ nói đây là mẹ của cô ấy. Ete yeyo yo mania, ete yeyo mama đấy, mama là cách một đúng không nào, ete yeyo mama, ete yeyo mama đấy. Vốt bà ấy tên là Maria, yo sẽ là gì nào, yeyo zavut, yeyo zavut Maria, yeyo zavut Maria, yeyo zavut Maria đấy, đúng không nào. Yêu mama, yêu giờ bút Maria, bà ấy tên là Maria, bà ấy là bác sĩ. Anna, Anna, Vrach, Vrach, Anna Vrach, đấy, Anna Vrach, Anna Vrach, đấy, đó, Anna Vrach, вот так вот, đấy, вот, хорошо, thế bây giờ chúng ta sẽ có bức tranh tiếp theo nè, bức tranh tiếp theo, это её брат. Это её брат, đây là anh trai của cô ấy. Это её брат, đấy. Thì em xin lỗi thầy, thầy để em một chút. Ok ok ok, cảm ơn. Cứ đi đi. Cô ấy. Это её брат. Đấy. Và chúng ta sẽ nói anh ấy tên là Andre. Anh ấy tên là Andre. Sẽ nói như nào nào? Его phải là его. Его да, его зовут Андрей, да, его зовут Андрей. Thế như vậy là chị thấy cái tập hợp từ này đúng không ạ? Его, có chữ g đây phải không ạ? Đấy, có chữ g đây phải không ạ? Đấy, thì người sẽ nói là gì nào? Его, g đây cũng đọc là v, đấy. Его зовут Андрей, đấy. Так, он кто? Он музыкант. Он музыкант. Музыкант là nhạc công đấy, nhạc công. Музыкант xuất phát từ cái từ музыка, музыка đấy, музыкант. Đấy, đó. Так, это его брат, его зовут Андрей, он музыкант. Так, так хорошо. Thì bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau xem nào, xem tiếp. Chúng ta lại có một cái bức hình tiếp theo. Đây là chị gái của cô ấy. Sistra, sistra, это её сестра, да? Это её сестра. Так. Cô ấy tên là Natasha. Её зовут Наташа. Её зовут Наташа, да? Và cô ấy là sinh viên. Anna. Anna studentka. Anna studentka. Chị Lý Duy có phát âm này. Anna studentka. Anna studentka. Anna studentka. Đấy. Anna studentka. Đấy. Anna studentka. Đấy. Anna studentka. Đấy. Это её сестра. Её зовут Наташа.
Она студентка. Она Студентка. студентка. À, Она студентка. студент. À, студентка đấy. À, cái âm đờ này là âm nó hơi nổ một chút đấy. Âm đờ. Nè. Dực. Studentka, studentka đấy. Studentka. À, đấy. Nhưng mà cũng không sao, bởi vì là cũng phải đến là đến có thể nói là phải đến 70% người Việt Nam là nói tiếng Nga là không nói được cái chữ giờ đó đấy. À đó. À, hạn hữu là có một số lượng nhỏ, có thể là 70 thì mình nói hơi nhiều, có thể đến 6 60 65% là người ta không nói được cái chữ giờ đó, người ta nói thành chữ giờ đấy. Đó. Nhiều người nói thành chữ giờ nghe rất là vui tai đấy. À, đó. Thế nhưng mà thôi, chấp nhận thôi, đấy. Không sao. Người Nga vẫn hiểu được chúng ta đấy. À tạc tiếp theo. À bây giờ cô bé An là đứng cạnh một người đàn ông đây đấy. À đó. À thế đây là cha của cô ấy đấy. À đây là bố của cô ấy đấy. Chúng ta sẽ nói như nào nào. Это ее отец. Отец. Có từ отец đấy. À, отец. Chúng ta đánh vần cái chữ này như thế nào. Отец. Đọc là a chết. Chết. Отец. Đấy. A chết. Отец. Это ее отец. À, chị nói giúp ạ. Это ее отец. Это ее отец. À, chạy đâu mất rồi? Alo. À, Eteyo Achets đấy. Ông ấy tên là Victor. Ông ấy tên là Victor. Nói nào, anh chị nói giúp nào. Ông ấy tên là Victor. Yevo đấy. À, Yevo Zavut Victor đấy. Yevo Zavut Victor. Ôi xin lỗi. Đấy. À, Yevo Zavut Victor đấy. À, Yevo Zavut đấy. Victor, yêu bố giáo bút Victor đấy. À, ông ta là kỹ sư. Ông ta là kỹ sư. Ôn, kỹ sư là gì nào? Engineer, engineer, ôn engineer đấy. Ôn engineer, tak. À, хорошо, ôn engineer. À, tak. À, tak значит. À, đó như vậy là vừa rồi chúng ta đã cùng nhau mô tả về gia đình của cái cô bé này đấy. À, tak. Cô bé này tên là cô bé gì ạ? À, cô bé An đấy. An À đó, bây giờ mời chị kể lại giúp ạ. Tạ Etecto. à À tôi sẽ hỏi và chị sẽ kể lại giúp ạ. Etecto. dạ Etecto đây là ai vậy? Tôi tớ Eter Maya sis sasis Etemaya. Eter Maya Anna À An sasiet cả đấy. À, dạ Maya Eter sasiet cả. Maya Đấy, Etemaya sasiet cả. À, các yêu giờ vút. Yêu vô giờ phút Anna À phải là yêu đấy. À, phải là yêu. Yêu giờ phút Yêu Anna đấy. À Anna kto Anna? Kto Anna po profesi? Kto Anna? À nó studentka đấy. Anna À chúng ta sẽ có câu hỏi là gì nào? Kto Anna po profesi? À kto Anna po profesi? Kto Anna po profesi? Kto Anna po profesi? À có cái từ tập hợp từ po profesi đó là nói về nghề nghiệp. Đấy. Nói về nghề nghiệp cô ấy là ai? Kto Anna po profesi? Đấy. À đó. Kto Anna po profesi? Anna studentka. Đấy. À ta khrasho Anna studentka. Khrasho. Ai tức kto? Ai tức kto? Eter Etiyo mama. Đấy. Chúng này xuống giọng. Etiyo mama. Đó là ica 1 đấy. Ica 1 đi xuống. mama Etiyo mama. Đấy. À các hiệu giờ mama vụt. Các hiệu giờ vụt. Các hiệu giờ vụt. Et hiệu giờ Maria vụt Maria đấy. À kto anna po profesi? Kto anna po profesi? Anna Anna vrach. vrach. Anna vrach đấy. Хорошо. А кто это? Это кто? Это ее Это ее брат đấy. À các hiệu giờ vụt. Его зовут Андрей. Его зовут Андрей, да? А кто он по профессии? Он музыкант. Он музыкант, да? А, хорошо. А кто это? Это ее сестра. Это ее сестра, да? Как ее зовут? Ее зовут Наташа. А, Наташа. Наташа. Ша. Наташа. Ее зовут Наташа, да? А кто она по профессии? Студентка. Она студентка. Хорошо. А это кто? Кто это сидит? Кто Это это? ее отец. Отец.
Achats. Это его отец. Как его зовут? Его зовут Виктор. А его зовут Виктор. Виктор. Виктор, да? Его зовут Виктор. Виктор. Да, его зовут Виктор, да? А кто он? Кто он? Он инженер. И инженер, да? Он инженер. À, так, хорошо. Như vậy vừa rồi là gì nào? Chúng ta đã cùng nhau ôn lại phần hỏi tên đấy. À, hỏi tên. À, thế bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau ôn phần gọi là về hỏi nghề nghiệp. Đấy. À, chúng ta có cái hình ảnh đây. Đấy, hình ảnh này. Đó. Thế và chúng ta hỏi ông già này. Кто вы? Кто вы? À, ông ta trả lời. Я моряк. Я моряк. Моряк là thủy thủ đấy. Я моряк. Đấy. À, đấy bây giờ... À, thế mình sẽ hỏi кто он? À, anh chàng này кто он? Он артист. Он артист. Артист là gì ạ? Артист là một nghệ sĩ đấy. Он артист đấy. Он артист. Хорошо. А кто она? Кто она? Она инженер đấy. Она инженер. À, thế vậy đó là cái hỏi về nghề nghiệp đấy. À, khi hỏi nghề nghiệp thì người ta sẽ nói кто và người ta sẽ nói cái nghề của mình đấy. À đó, bây giờ chúng ta sẽ có một mẫu câu thực hành như thế này. Кто это? Кто это? Это мой друг đấy. А кто он? Кто он? Он студент. Он студент. Он студент. Это студент. А так, он студент. А кто это? Кто это? Это моя мама. Это моя мама. А кто она? Кто она? Алло? Chị lại bị mất tiếng rồi ạ. Câu là gì nào? Кто это? Кто это? Кто это? Да? А, кто это? Это моя мама. Да? А, кто она? Кто она? Она медсестра. Thế thì chúng ta nhìn thấy hai câu hỏi nó khác nhau gì nào? Một câu hỏi là кто это? Да? À, câu hỏi thứ hai là кто она? Anna. À đúng không? Кто это? Кто он? Đấy, кто это thì hỏi đây là ai? Кто он thì có nghĩa là anh ấy làm nghề gì? Кто это? Đây là ai? Кто Anna? Cô ấy làm nghề gì? Đấy. À đó. Thế như nào? Đúng không ạ? Đấy. Thế vậy thì ngày hôm nay thì đến thời điểm này thời gian của chúng ta cũng đã hết thời gian rồi. Cho nên là mình sẽ phải xin lỗi bạn và mình sẽ còn học sinh học tiếp theo. À, mình học là gì? Cứ đúng 50 phút đấy. À, sau đó 10 phút thì là mình chuẩn bị để cho bài học cho người tiếp theo. Đó. Thế là cho nên là rất là vui hôm nay được làm việc với một học sinh cũng còn trẻ trung, năng động đấy. Đó. Thế vâng ạ. Thế và đó là một cái điều rất vui mừng. Thế và hy vọng rằng là việc học tiếng Nga của chúng ta sẽ có cái thành công đấy. À đó. À thì cảm ơn chị nhé và chúc chị luôn mạnh khỏe và hẹn gặp chị trong buổi học ngày hôm sau. À sau đó thì chị nhìn thấy là toàn bộ cái bài học này tôi sẽ gửi vào vào Zalo cho chị. Thế và chị sẽ xem lại toàn bộ cái video từ đầu đến cuối ạ. Đấy. Vâng ạ, vâng ạ. Vâng. Em cảm ơn thầy. Khi xem lại thì là chị có thể là nghe cách phát âm này, thế rồi nhớ lại từ vựng này đấy, thế và cố gắng nói theo, đấy, nói đuổi theo đấy, đó thì là coi như lại vẫn được học lại với thầy 1, 2, 3, 4 lần nữa, bao nhiêu cũng được đấy, đó. Thì cảm ơn chị và chúc em mạnh khỏe nhé. Chào chị ạ. Cảm ơn thầy rất nhiều, em cũng chúc thầy như thế ạ. Vâng. Rất nhiều.